Xin chào các bạn đồng tu thân mến. Hôm nay kênh Nhân Quả Luân Hồi xin được ấn tống bản Chim Sát Sám Nghi, bản màu do thầy Tâm Tạng soạn. Vì là bản màu nên rất tiện lợi cho việc quán tưởng trong khi lễ lại. Bản Sám Nghi dựa trên bản của Đại sư Ngẫu Ích soạn và Pháp sư Định Hoàng Thị Phạm có nội dung như sau: bổ sung phần chú, tạo ra các vật phẩm cúng dường, bổ sung thần chú tăng trưởng công đức lễ lại và nội dung sám hối kết hợp với phổ hiền hạnh nguyện. Do số lượng hạn chế nên kênh hiện nay chỉ có rất ít cuốn, các bạn hãy tranh thủ đăng ký sớm để nhận được pháp bảo. Điều kiện để nhận pháp bảo: thứ nhất là các bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Điều kiện thứ hai là các bạn quay video lễ chim sát một bộ và đồng ý cho đăng video lên kênh với mục đích khuyến tấn các bạn đồng tu. Sau khi quay xong, các bạn gửi file về email kênh Nhân Quả Luân Hồi a@gmail.com. Liên bản chim sát xám mình sẽ để ở bên dưới video. Sau đây, xin mời các bạn xem sơ nội dung của bản chim sát xám. Sammo di soha,